Vâng, xin chào bạn đã quay lại với FA Channel. Thì như vậy, tập kích đã chính thức update chế độ AI siêu khó. Và hôm nay thì mình tiếp tục cái series tập kích này. Nói chung là AI siêu khó thì mình đã làm một clip từ tuần trước rồi. Và mình có nói là tập kích sắp update. Đúng như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đứng ở đây và chứng kiến một sự khởi đầu mới của thế giới tập kích update AI siêu khó. Yeah, tiến thôi. Mình đang cầm trên tay là khẩu Dark Knight M38 cũng như là Storm Axe Đua DM38, một trong những combo phải nói là bá đạo nhất. Gì đây nhỉ? Bá đạo trên từng hạt gạo rồi. Đấy, anh em sẽ bắn những cái mảnh băng này để tàu chạy này. Sau đấy thì nó sẽ mở ra một cái khu vực khác. Ở đây thì mình mời rất là nhiều anh em VIP ở bên server miền Nam 1. Và đây là nick VIP nhất server miền Nam 1 các bạn. Top 1 server miền Nam 1 của anh Nguyễn Trung Dũng. Một lần được cảm ơn anh Nguyễn Trung Dũng đã cho mình nhận được thư hôm nay. Các anh Dũng rất là nhiều. Right, nhiều quái quá. Lần đây là những anh em mà lần đầu tiên đi chế độ AI siêu khó này. Không biết các bạn sẽ có những suy nghĩ như thế nào đây. Riêng mình thì mình đã mất 70 tiết rồi. Và có cả bot nữa anh em ạ. Có cả bot, chúng ta có cả bot. Có cả đĩa bay và cũng như là một số quái khác. Mình sẽ bắn những thùng gỗ này các bạn, lấy skin đó. Mình sẽ bắn những thùng gỗ này cho bạn thấy là bên trong thùng gỗ sẽ có những gì. Đầu tiên những gì mình thấy là một cái bình máu hay là thay bằng đạn nhanh. Nó sẽ được giấu trong những thùng gỗ này các bạn. Chúng ta có bot rất là to. Và thằng này thực sự rất là trâu máu. Lực đam zoom sẽ được tăng lên theo level. Và các bạn nhớ ấn đăng ký FA Channel cũng như là ấn like. Từ nay thì mình sẽ làm những clip tập kích trở lại, hy vọng anh em ủng hộ mình nhé. Đấy, đã bắn vào đầu lực người đam tiền E lên tới là gần hơn 1.000 tiết. Rất là trâu phải không các bạn. Và trong cái phòng này thì rất là nhiều các sông VIP luôn. Mình mời top server mà. Cho nên là phải nói là đây là một trận đấu của những top server server mình 51 với lại bot AI siêu khó. Nói hơi nhiều, ok. Giờ tập trung chơi thôi. Nãy là 595, giờ là Việt Nam rồi là tăng lên, Việt Nam PNE đã tăng lên là 651. Đấy, con bot này họ có hai skin, một là có thể đuổi theo. Bạn hai là nó sử dụng cái chiêu là địch tự địch tự hủy. Nói chung là nó sẽ phóng ra một cái luồng màu đỏ, các bạn thấy không? Kiểu động đất ấy. Đó. Nãy thì mình có đi với một bạn nhưng mà cái bạn ấy thì nói chung là còn có Gatling Gun 7 hơi yếu. Nên là rất khó để qua. Rồi, mình sẽ cầm đầu vào team bot nào. Team bot đua đi. Yeah. Nó phải chất như là như thế chứ. Anh em có hai chỗ để nạp mà gọi là nạp đạn. Một là bên đấy, hai là bên này. Và ba là phía trên kia nữa. Khá là nhiều chỗ hơn các bạn. Mình nghĩ như vậy là đủ rồi. Và cái map này thì anh em khó để cân được là nó ra đường nào. Tại vì là map này hình tròn và rất là nhiều cửa nữa. Ở chế độ AI khó thì anh em có thể cân được đường rất là dễ dàng. Nhưng mà trong chế độ AI siêu khó này thì mình nghĩ đấy là một khó khăn đối với những quặng cày AI. Cày AI. Chúng yếu thì không nào mà có cửa để có thể qua được cái AI siêu khó này được. AI siêu khó này cần các bạn có M38 hoặc là súng VIP. Trở lên. Khá là lag không anh em? Thì các bạn thông cảm cho mình nhé. Mình đã đặt mua một chiếc Redmi Note 4X và ngày mai sẽ có video cho các bạn. Tại vì nó đang gửi về. Vậy. Mình rất ghét những con chó trong game tập kích. Tại vì nó cấu rỉa rất là kinh. Nhưng mà ở ngoài thì mình rất là yêu thương động vật các bạn ạ. Vì mình rất là yêu thương động vật, mình không có tiền mua nguyên con nên mình từng phải mua theo từng cân. Ok. Ủa, ném bom ngu rồi. Này mình sẽ qua đây nọc hồi máu. Vâng. Trong này cũng có nhện nữa các bạn. Nhện tinh này, rất là đông. Và quái trong phiên bản tập kích 3.0 mình đánh giá là nó... Úi dồi ôi. Máy bay. Mình đánh giá là nó trâu chó hơn phiên bản tập kích thường rất là nhiều. Tập kích phiên bản mình gọi là AI khó bình thường rất là nhiều. Đây, các bạn thấy không? Mình hy sinh cả chục lần rồi cơ. Quá mạnh, nó có đè mình ra chơi thôi. Chắc là thấy top server nên nó không... gọi là cứ đè thằng nào top server nó chơi vậy đấy. Ok, hơi lag, anh em thông cảm. Mình thấy một thằng to xác này sẽ đè ra bắn. Lên level lại tiếp tục tăng điểm tiền E lên 1.000. Rất là cao.
1046 và đường đam vào đầu đó lên được hơn gần 1.500 rồi. Bắn vào người là những chỗ không nhạy cảm như là thân, tay rồi là các kiểu. Nếu bạn bắn vào chân giữa này, đầu này, có điểm tiền e lên tới là 1.600. Anh em nào ở đây cũng có đét, có đắc, có súng VIP rất là ngon. Và mình không biết nó chạy cửa nào luôn. Rồi. À, Katana. Một biệt đội Katana. Mấy em Java qua bên Việt Nam rồi lại lên tập kích đây. Úi giời. Mình nghe tiếng như kiểu máy bay đấy. Anh em có thể hồi sinh hoặc là có thể nhấn vào xu hồi sinh nhé. Ở đây thì mình sẽ hồi sinh cho nhanh. Tại vì nick này cũng khá là nhiều xu hồi sinh mà. Mình đi xài phải hết đời chắc là hết đâu. Một lát mình chết thì mình sẽ để cho tự hồi sinh cho bạn xem nhé. Mình đánh giá là katana, chất lượng katana trong tuyển tập kích AI siêu khó này nó không được như AI khó, tại vì nó còn katana nó yếu hơn rất là nhiều. Còn trong AI thường hoặc AI siêu khó thì AI khó thì mình nghĩ là anh em phải cày mệt nghỉ luôn mới có thể vượt qua được AI thôi. Những con katana này. Đấy, hộp máu của mình đó các bạn nhá. Khi nhấn vào hồi máu chúng ta sẽ hồi 50 hoặc 60% gì đấy. Hình như là 60 HP hay sao. Chúng ta có những thằng to xác. Chúng ta có chó. Đây thằng này có skin đấy là ném xịt. Thằng này có skin ném xịt. Với cái biệt đội gọi là súng VIP như này thì mình nghĩ là vượt AI khá là đơn giản. Ok, bây giờ thì mình sẽ đợi cho nó hồi sinh cho bạn xem nhé. Ở trên fanpage của tập kích thì đang có gọi là event. Anh em đua top AI khó hay là tham gia AI khó sẽ được nhận được 1.000 kim cương. Và các bạn hãy tham gia bằng cách là tìm lên Facebook và tìm fanpage của tập kích VTC Mobile. Ui, làm cái gì đấy? Mấy con quái này, như kiểu là người sói vậy. Nhưng mà chỉ là một người sói đây chỉ bắn like. Like tạo mấy chục lần rồi. Không biết là like ép mấy. Tại vì hiện tại chỉ có tay màu có móng vuốt thôi. Đây có ông hút nữa này. Điểm PNE level hiện tại là 330%. Cực kỳ thấm. Vâng. Ủa, không biết con gì bắn mà khá là thấm anh em ạ. Lại có chó. Chúng ta có đĩa bay. Đĩa bay mà mình thường đọc là máy bay. Thường anh em sẽ bắn những cái đĩa bay đầu tiên. Tại vì thực sự cái đĩa bay anh em không thể nào né đi đâu được. Nó quá là bá đạo luôn. Lại tiếp tục có đĩa bay. Lần này 2 round đĩa bay cơ. Phần thưởng trong chế độ AI siêu khó thì thực sự rất là hấp dẫn. Mình thấy là được súng vĩnh viễn, kỵ sĩ, các kiểu nhá. Nhưng mà đối với nick này thì mình nghĩ là không cần đâu. À, boss kìa anh em. Boss sẽ đi cái đường giữa. Có cái cầu này. Boss đối mặt với lại 4 khẩu M38 thì mình sẽ như thế nào. Và các bạn hãy để ý rằng là cái hiệu ứng bắn zombie, bắn boss trong phiên bản tập kích mới này nó hoành tráng hơn. Những cái tia lửa bắn ra khi các bạn viên đạn đâm vào quả quái. Rồi, mình bị kẹt rồi. Như vậy là có 2 con boss. Có lẽ đây là trận đấu cuối cùng rồi. Này mình đi với lại một bạn Gatling Gun 7 thì mình tới quá 20 phút thôi nhưng vẫn không thể nào qua được theo boss này. Còn đây là 4 cây M38 thì là đã hạ gục con boss rất là dễ dàng. Đấy, giờ có một được một cái, hai thằng. Úi dồi, khá là thấm. Và có một cái hay là anh em trong chế độ này anh em có thể hồi sinh miễn phí. Hoặc là các bạn có thể, nếu mà khi mà các bạn không có hồi sinh miễn phí nữa thì sao nhỉ, không có đợi để hồi sinh nữa thì các bạn sẽ có một cái hay nữa. Thế là các bạn sẽ kết thúc trận đấu rất là nhanh. Anh em yêu cầu đi cái chế độ AI này thì hãy cứng tay một tí. Tại vì chết trong chế độ AI siêu khó là một cách
Quá là bình thường luôn. Và nghe nói thì tập kích sắp update chế độ làm sao nhỉ? Phiên bản tập kích 4.0, phiên bản tập kích M39 có cả súng Deadknight, Darknight, Blood, Storm rồi AK, Dragon các kiểu. Còn là điều anh em nhấn like video nhé. Đấy, con này có gọi là tuyệt chiêu dịch chuyển qua không gian thời gian. Mình chỉ được mới 2.600 điểm thôi. Ui, nó có bắn tên lửa nữa kìa. Hy vọng không sẽ được SS nhé. Đấy, con boss này gần chết rồi. Ủa, đấy. Các bạn thấy không? Một cái nhấp nháy vừa rồi trôi qua thôi đó chính là khi mà các bạn toàn bộ 4 người trong phòng đều chết hết, nó sẽ hiện là thời gian kết thúc game và các bạn không hồi sinh. Nếu một trong 4 thằng không hồi sinh thì xác định là hết ván. Còn nếu các bạn hồi sinh thì nó sẽ một chiến một người hồi sinh thôi, là tất cả đều cả ba đều được ăn hôi. Thì kiểu như vậy. Đấy, nó phóng tên lửa rồi. Rồi, win. Chế độ này thì mình nghĩ là anh em nên đi 2 người thôi. Nếu mà đi 3-4 người hoặc 3-4 hoặc hơn thì mình nghĩ là cái cơ hội được SS là rất là thấp. Như các bạn đã thấy ở đây, mình chỉ được S thôi. Và ông duy nhất được SS đó chính là ông Oxen. Mình không biết là được cái gì đây. Cái hay nữa đó chính là anh em nhận cái điểm cường hóa trong chế độ 3 PNE này là cực kỳ nhiều. 62.700. Các bạn chỉ cần tính ra đi 10 trận là được 620 điểm rồi, 620 ngàn điểm rồi. Except là 9.900 cộng 31.680. Wow. Lên level phải nói là mắc bá luôn. Trận đi một trận như thế này là anh em có thể lên được từ level 1 tới level 20 luôn đấy. Mình lên như vậy, không biết có phải không. Tại vì số except mình cộng ở đây là hơn 40.000 cơ. Rồi, mình chúng ta nhận được đá Firecring. Quên mở nhỉ. Ôi chết mẹ rồi, mình không biết là mình đã nhớ có mở chưa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Nếu cảm thấy hay thì đừng quên ấn like, đăng ký MA channel của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và chế độ AI siêu khó, một trong những chế độ AI khá là hay. Hy vọng các bạn sẽ trải nghiệm chế độ AI siêu khó trong tập kích Godfire, cái gì nhỉ? Tập kích Grisiac tiền. Bye bye. Nhớ đăng ký MA channel nhé. Mỏi cổ quá. Và trước mình có quay nhiều người thất bại. Bye bye.